chồng lao lên giật Vương Miện vì vợ về nhì cuộc thi Hoa hậu ở Brazil. Bức xúc khi vợ chỉ về nhì trong cuộc thi sắc đẹp dành cho cộng đồng LGBTQIAP+, người chồng lao lên sân khấu cướp Vương Miện và ném vỡ trong sự kinh ngạc của khán giả. Tại cuộc thi Hoa hậu đồng tính nam Mato Grosso 2023 diễn ra hôm ngày 27 tháng 5, Emanuele Bellini, đại diện thành phố Vazegran, đăng quang Hoa hậu. Ngay khi Vương Miện chuẩn bị được đội lên đầu, Bellini, chồng của thí sinh giành danh hiệu Á hậu Natalie Becker, đại diện thành phố Cuiabá, lao lên sân khấu giật lấy phần thưởng và ném mạnh xuống sàn. Chưa hả giận, người đàn ông, chưa được công khai danh tính, lặp lại hành động phá hoại một lần nữa, khiến chiếc Vương Miện vỡ tan tành, theo trang tin tức địa phương Global. Người chồng cuồng nộ cố gắng kéo Becker rời khỏi sân khấu, nhưng lực lượng an ninh của cuộc thi lập tức can thiệp, kéo anh ta vào hậu trường trong sự kinh ngạc của khán giả. Sau sự việc, Marlon Hennig, người tổ chức cuộc thi Hoa hậu đồng tính Mato Grosso, tuyên bố ban giám khảo hoàn toàn công tâm khi quyết định trao danh hiệu Hoa hậu cho Emanuele Bellini và lên án hành vi bạo lực của chồng Á hậu Natalie Becker. Kẻ gây rối không phục với kết quả và gây ra sự bất tiện lẫn thiệt hại này. Chúng tôi kịch liệt lên án hành động xâm chiếm sân khấu và hung hăng phá hủy Vương Miện, người tổ chức sự kiện cho biết. Hennig nói thêm, chúng tôi khẳng định lại lựa chọn của ban giám khảo và ủng hộ tân Hoa hậu, cũng như Becker vì cô ấy không đáng phải chịu trách nhiệm về thái độ điên rồ của bên thứ ba. Đại diện ban tổ chức cho hai đội ngũ pháp lý của cuộc thi đã nhận thông báo về vụ việc và các biện pháp pháp lý cần thiết sẽ được thực hiện do hành động gây rối này. Ban tổ chức cuộc thi Hoa hậu đồng tính nam Mato Grosso xin chúc mừng đại diện Vazegran, Emanuele Bellini, được bầu chọn là người chiến thắng vào đêm ngày 27 tháng 5. Chúng tôi xin gửi lời chúc tốt đẹp nhất và hy vọng tân Hoa hậu có nhiệm kỳ rực rỡ, đồng thời lan tỏa tiếng nói và mong muốn của cộng đồng LGBTQIAP+. Trích tuyên bố được đưa ra sau cuộc thi. Sự hỗn loạn của cuộc thi sắc đẹp ở Brazil khiến nhiều người liên tưởng đến cuộc ẩu đả nổ ra sau cuộc thi Hoa hậu Sri Lanka đầu tiên diễn ra ở thành phố New York, Mỹ vào tháng 10 năm 2022. Tranh cãi cũng bùng lên sau khi Moni Gabriel, người đại diện bang Texas, đăng quang cuộc thi Hoa hậu Mỹ 2022 nhờ gian lận, theo New York Post.